Dạ em xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị. Hôm nay kênh quay trở lại với chỗ 96 để giao lưu đến cô chú anh chị các bạn luôn mai tàn. Hôm nay xả giá giao lưu đến cô chú anh chị các bạn giá rẻ ha. Tàn dày đẹp rất là già cây nha quý cô chú. Mong cô chú anh chị mình ủng hộ hết clip cho chú để về lô khác giao lưu đến cô chú anh chị mình ha. Tàn đẹp xương dày để rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ em cũng xin vô clip nha. Cây và con loại này cô chú anh chị xương rất là dày ha cô chú anh chị ha. Dạ con xin chào chú Sáu ơi. Chào nghe kiếm ơi. Xin chào cô chú anh chị đằng xa. Hôm nay mình về có về lô mai là 20 cây cô chú anh chị. Dạ. Mấy lúc qua nhà cô chú anh chị ủng hộ. Em cũng về lô mai này nhà cô chú giúp đỡ bán cho mau lẹ. Dạ rồi. Rồi. 20 cây trả 20 cây mai tàn của chú anh chị. Giá chạm nóc luôn. Giá đó. Chạm nóc luôn, giá quá dạ. Quá rẻ luôn cô chú anh chị. Thu hồi vốn mà còn lỗ vốn luôn. Dạ, khuyến mãi luôn đó. Này bán là giá lỗ luôn. Cô chú chị ủng hộ hết lô này cho dạ, chú Sáu về lô đi. Khác đẹp hơn nha cô chú anh chị nha. Đúng rồi. Dạ, rồi. Con vô clip. Trước tiên là do em vô mã số 3 này cô chú anh chị. Rồi. Đầu tiên mã số 3 hả chú? Mã số 3, đúng rồi, đầu tiên là mã số 3. Đó, 1 cây mai tàn xong. Số 1 bán rồi. Bán số 1, số 2 bán rồi cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 3. Cây mai tàn. Cây mai tàn này dạ. Dạ. Đẹp. Để co lắc quái nha. Quái quái này của chú anh chị. Nè. Đây. Vô thông số. Được 23 của chú anh chị. Dạ khoảng 23. Đường kính bầu 40. Chiều cao 1m4. Tán ngang 1m2. Rồi cái mã số 3. Em giao lưu là 1 triệu cô chú anh chị. Dạ 1 triệu mã số 3. Mã số 3 em giao lưu 1 triệu là em bao xếp toàn quốc cho chú anh chị chơi luôn. Bữa nay giờ chơi là chơi xã rồi. Này dạ. Dạng xã luôn. Dạ rồi. Rồi số điện thoại của mình là 0916200573 cũng là số Zalo của chú anh chị. Dạ đổi vô. Rồi bữa nay em xã vàng mai này luôn. Dạ. Hoặc là dưới hạ thì lát lá là hạ lá là không được. 4. Rồi tiếp tục là mã số 4 của chú anh chị. Mã số 4. Một cây mai tàn quá đẹp của chú anh chị ơi. Rồi ơi. Mai bữa nay hạ giá tối đa luôn. Cho cô chú anh chị chơi lô mai Tết này coi. Xương dạ. Kính mít dày bịch luôn nè. Giá tới nóc luôn. Giá tới nóc luôn cô chú chị. Cây mai tàn riêng, cái này là lô này là lô già nhưng cô chú chị cái này để đẹp ha. Để đẹp. Vàng xương nè cô chú chị. Vàng xương. Vô cái thông số rồi. Được 24 cô chú anh chị. Dạ quần 24. Được kính bầu 43. Chiều cao 1m4. Tán ngang 1m3. Rồi, cái mã số 4 em giao lưu là 1.400.000 của chú anh chị. Dạ 1.400.000. Mình bao xếp toàn quốc cho chú anh chị chơi nha. 1.400.000. Rồi cô chú anh chị nào chốt em xin xuống lá nha. Dạ. Để cho cây nó khỏe. Dạ, rồi. Dạ thôi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo mã số 5. Rồi một cái tàn dù trồng vô để nằm để dán lớp đẹp như cô chú anh chị. Mã số 5. Cái này tết bông đẹp lắm cô chú anh chị. Bông rất dày. Giờ nó ra nụ kim nhiều lắm cô chú anh chị. Được 22 của chú anh chị. Dạ, 22. Đường kính bầu 35. Chiều cao 1m3. Tán ngang 1m3 luôn của chú anh chị. Dạ, 2m3 tán ngang 1m3, mã số 5. Rồi mã số 5 em Zalo là 1.400.000 luôn cô chú anh chị ơi. 1.400.000 nha cô chú anh chị ơi. Càng rồi. Này đẹp luôn. Màng rất đẹp. Giá quá mềm luôn. Quá mềm của chú anh chị ơi. Rồi, mã tiếp tục là mã số 6 của chú anh chị. Rồi cái này tàn bao đẹp luôn cô chú anh chị luôn nha. À, quá đều luôn cô chú anh chị ơi. Số điện thoại mình là 0916200573 này số Zalo nha. Đây là một cốt của cô chú anh chị. Xương này cô chú nè. Rồi giờ vào thông số rồi. Được 20 cô chú anh chị. Dạ 20. Đường kính vào 36. Chiều cao 1m5. Tán ngang 1m3. Rồi cái mã số 6 em Zalo là 1.200.000. Dạ, 1.200.000 mã số 6 1.200.000. Bao xếp toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi đổi cho cô chú anh chị giống em xuống lá nha. Dạ. Dạ mã số 7. Tiếp tục là mã số 7. Đế nở nè cô chú anh chị ơi.
để nở chi cành xương rất dày của chú anh chị. Cô chú anh chị coi nè, nó bút ngồi viết hết trang của chú anh chị, dày hết trang luôn. Rồi giao thông số của chú anh chị được 24 của chú anh chị, đường kính 43, chiều cao 1m4, tán ngang 1m4. Rồi Mã số 7 em vô lưu là 1.300.000 của chú anh chị. Dạ 1.300.000 mã. Rồi bác xếp tổng quát của anh chị ra nha. Chú chị này cha chốt lần xuống lá của chú anh chị. Dạ. Mã số 8 cây mai tàn, cái để lắc ván nha cô chú anh chị. Nè, tiếp tục là mã số 8. Một cây thân lá rất đẹp của chú anh chị. À. 22 của chú anh chị, đường kính 42, chiều cao 1m3, tán ngang 1m1. Rồi cái mã số 8 em vô luôn là 1.200.000. Rồi 1.200.000 giá quá đỉnh của chú anh chị ơi, giá này là hết xuống nổi nha cô chú anh chị. Tới xương rồi cô chú anh chị ơi. Mã số 9 giá này xuống tới đáy rồi cô chú anh chị ơi. Mã số 9 cái này để đẹp nha cô chú. Cái số 9 để rất đẹp cô chú anh chị, để đẹp để lực không để lực nha cô chú anh chị nha. Xương tàn rất khỏe nè. Bán xong cái lô này là chú Sáu ra nước mắt luôn cô chú. Ra nước mắt luôn cô chú anh chị ơi, làm ăn phải có về có sát của chú anh chị ơi. 26 của chú anh chị, đường kính bầu 43, cao 1m4, tán ngang 1m3. Rồi mã số 9 em vô luôn là 1.400.000 ha. Dạ, quá mềm của chú chị. 400k rồi. Cô anh chị này chốt nguyên lô trồng cái này lô mai này, trồng cái nào qua năm sau là vô hốt bạc của chú anh chị. Năm sau là già tàn dày tàn hai bông như cô chú. Qua năm sau là hốt bạc của chú anh chị ơi. Rồi mã số 10. Mã số 10. Giờ một cây giảo diêm mã số 10 tàn lớn, xích diêm tàn luôn cô chú anh chị. Chi tàn xương cành rất đều của chú anh chị. Lô mai này đẹp đẹp con chú về lại về em bán sổ của chú về anh. Bán sổ cái tháng 7 này coi. Tháng 7 là bán sổ cho cô chú về chơi. Được 25 của chú vậy. 42 kính đầu. Chiều cao 1m4. Tán ngang 1m35. Rồi cái mã số 10 em vô luôn 1.500.000. Dạ 1.500.000 nha cô chú anh chị. Đó, bao xếp toàn quá cho chú chơi luôn. Dạ rồi, giá sập sàn tới nóc tới xương luôn, rồi. Tới cậy luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp tục mã số 11. 11. Rồi, cái này đẹp luôn, dễ đẹp luôn. Nó thân cao nha cô chú anh chị. Số 1 cô chú thấy nè, quá đẹp. Mã số 11. Cái này cô chú anh chị chơi chừng 2-3 năm sau rồi, cái này là dữ lắm nghe cô chú anh chị. Được 23 của chú anh chị ơi. Đường kính bầu 44, chiều cao được 1m25, tán ngang được 1m05. Dạ rồi. Rồi mã số 1 vô luôn là 1.000.000 trắng của chú anh chị. Dạ 1.000.000 nha cô chú ơi. Mã số 11. Quá dễ chạy. Dạ rồi mã số 12. Tiếp tục là mã số 12. Rồi để đẹp luôn cô chú nha. Số 12 để bông rồi, bông này tát rồi bao bông cho chú chị nha. Đó. Con chị này chốt em xin xuống lá của chú chị cho cây khỏe nha. Đấy nè, bé thân này quá đều, chi cành cũng rất đều của chú chị, giá rất mềm luôn, cái gì nó cũng mềm hết trơn á. Được 22 của chú chị. Dạ hoành 22. Đường kính bầu 42, chiều cao 1m4, tán ngang 1m4 luôn. Rồi cái mã số 12 này em vô luôn là 1.100.000 của chú anh chị. Dạ 1.100.000, mã số 12 là 1.100.000 nha cô chú.
Rồi mã số 13. Số 13. Cây này phong cao như cô chú chị, đế lắc quái ha. Tàn rất là đẹp. Đế lắc quái. Cây dẫu ghi mã số 13. Tết này bông mấy này bông kẹo nào ơi chú anh chị. Được 23 ha cô chú. Cô chú anh chị. Dạ, 23. Đường kính màu 45. Chiều cao hết trước 1,5 m. 8 ngàn mét 35. Rồi cây số 13 em Zalo là 1.500.000. Dạ 1,5 triệu. Mã số 13. Rồi em bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Dạ. Số điện thoại mình 0916200573. Lên số Zalo. Mã số 14. Tiếp tục là mã số 14. Tàn quá đẹp của chú anh chị ơi. Được cái phơm tàn thông nha cô chú. Phơm tàn thông một cốt của chú anh chị. Đường kính bầu được 24 của chú anh chị. Ý là hoành thân. Đường kính bầu 40. Chiều cao 1,5 m hết thước luôn, chắc khoảng 1,7 m của chú anh chị. 8 ngàn mét 3. Số 14 vô luôn là 1.300.000. Dạ, 1,3 triệu luôn cô chú nha. Rồi. Số 14, một cây dẻo ghim tàn. 1,3 triệu. 15 tàn tròn dày đẹp luôn cô chú anh chị. Hai tàn mã số 15. Tiếp tục là mã số 15. Tàn tròn do của chú anh chị. Lô mai này là lô mai nằm khuyến mãi luôn rồi chú anh chị. Hạ giá tối đa luôn. Chú anh chị là trồng chốt nguyên lô, trồng là 1-2 năm sau là lô mai này dữ lắm, lô mai của chú anh chị. Được 23 của chú anh chị. Dạ, khoảng 23. Thì kính đồ 44. Chị cao 1,3 m. 8 ngàn mét. 1,3 m luôn. Mã số 15 này là 1,1 triệu của chú anh chị. Dạ, 1,1 triệu. Mã số 15. Rồi. Mã số 16 nha cô chú. À. Cái này tàn rất là lớn. Tiếp tục mã số 16. Do nó rụng lá thôi chứ không gì. Tàn rất lớn rồi chú anh chị. Không ảnh hưởng gì cây hết ha. Cũng như vậy cứ yên tâm nghe em bao sống của chú anh chị nha. Đó, cô chú anh chị cho đi, em bao sống. Có gì alo em là em bù cây mới cho. Cô chú chị đừng sợ không ai nè nhỏ. 22. Đường kính bầu 42. Chiều cao 1,4 m. 8 ngàn mét 4. Rồi cây số 16 là 1,200.000. Dạ 1,2 triệu. Mã số 16. Dạ. Rồi mã số 17. Rồi mã số 17 cô chú anh chị. Một cốt của chú gì, thân đế cốt này lớn này nha, tàn kính tàn luôn, xương dày, tách này bông là em bao mặt bông của chú như vậy, bông dày lắm vậy nha, bông này rất nhiều, được 27, đường kính 42, kính đầu, chiều cao 1,3 m, 8 ngàn mét 2. Số 17 Zalo là 1,4 triệu. Dạ 1,4 triệu. Mã số 17. Rồi. Mã số 18. Tiếp tục là mã số 18 của chú anh chị. Phân lật của chú anh chị. Quanh tháng được 25 của chú anh chị. Dạ, quanh 25. Đường kính bầu 41. Chiều cao 1,3 m. 8 ngàn mét 3 luôn.
Cây số 18 này em Zalo là 1.500.000. Dạ, 1.500.000, mã số 18 1.500.000 nha quý. Số điện thoại mình là 0916200573 con này, số Zalo của chú anh chị. Dạ. Rồi, mã số 19. Tiếp tục là mã số 19. Cái này do cái bầu nó hơi nghiêng. Bầu hơi nghiêng của chú anh chị. Này nó rụng lá bớt rồi nha cô chú anh chị. Rụng lá của chú anh chị. Không có gì sao, bao sống cho quý anh chị, cô chú anh chị trai liên tâm này em bao sống. Đó, vì cô anh chị xuống lá vô chậu rồi tứ phân tứ nước là em bao sống luôn, không có sao hết trơn, đừng có yên tâm rồi đó. Được 23 của chú anh chị. Đường kính 42. Chiều cao 1m3. Tán ngang 1m4. Cái 19 em vô luôn 1.200.000. Dạ 1.200.000 cô chú ơi, mã số 19 1.200.000 ha. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 20. Một cây tàn thông lớn nha cô chú anh chị nha. Một cốt tàn thông mã số 20. Tiếp tục là mã số 20. Một cây tàn thông quá đẹp của chú anh chị. Tàn quá tàn. Lô mai này cô chú này nó chó xin em xuống lá hết đi cô chú anh chị. Cho cây nó khỏe nha. Vận chuyển này em làm cây, em bó cây cho nó dễ của chú anh chị. Để tàn để rồi nó bó cây nó khó khăn quá. Được 22. Dạ quên 22. Được 42. Đường kính đầu cao 1m. Tới một gần tới 1.9 lần của chú anh chị ơi. Dạ cao gần 2m luôn. Gần 2m đó. Tán ngang 1m4. Cây số 20 này em Zalo là 1.500.000. Dạ 1.500.000. Rồi. Số 20. Nhanh luôn. Hai mươi mốt. Dạ mã số tiếp tục mã số 21 của chú anh chị. Dạ xương như đóng trà của chú anh chị. Dạ xương rất là dày nha. Xương rất dày. Thân nè, lắc lượng mèo quái của chú anh chị. Được 25 của chú anh chị. Đường kính 41. Chiều cao 1m4. Tán ngang 1m3. Cây số 21 vô luôn là 1.300.000. Dạ 1.300.000, mã số 21. Dạ, rồi. Còn cây hết hả? Rồi mã số 22. Mã số 22. Rồi, tàn dày đẹp đế cũ luôn cô chú anh chị ơi. Cái mã số 22. Cái này tàn rất dày của chú anh chị. Này số 22. Đế cũ nè cô chú. Đó cái bàn thang này. Bàn thang được 21 của chú anh chị, đó cái cũ ơi. Quấn vô cũ này coi, cũ 33. Đường kính bầu 44. Chiều cao 1m4. Tán ngang 1m3. Rồi cái số mã 22 này em Zalo là 1.300.000. Dạ 1.300.000, mã số 22. Rồi. Cô chú anh chị ủng hộ em lô này trồng Tết năm tới chơi là dữ lắm, ngon nha cô chú anh chị. Dạ. Giá quá mềm của chú anh chị ơi. Rồi cái này là cây cuối clip, mã rồi, số 23. Rồi, ta nói luôn. Rồi tàn dày đẹp. Rồi tiếp tục mã số 23 là cái mã này cuối clip rồi cô chú anh chị. Rồi. Một cây này quá đẹp của chú anh chị. Đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Tàn dày bịch luôn. Dày lớn ha. Cây này xương tàn rất dày. Thằng rất đế rất quái của chú anh chị. Có đế nha. Hoành thân được 25 của chú anh chị. Đường kính 1m, đường kính được 48. Chiều cao 1m5. Tán ngang 1m3. Rồi cây mã số 23 này cũng có clip này là cây mã này có
em vô lưu là 1.600.000 của chú anh chị. 1.600.000. Rồi bao xếp toàn quốc. Dạ. Rồi chú chào. Chú chuyện này chốt rồi em xin xuống lái nha. Số điện thoại của mình là 0916200573 cũng là số Zalo. Rồi. Cuối clip em cũng xin chúc sức khỏe của chú anh chị rất nhiều. Dạ. Ủng hộ em cái lô mai này về của chú anh chị chơi tát trồng tát chơi rất ngon của chú anh chị. Dạ. Là cảm ơn của chú anh chị. Rồi con cảm ơn chú Sáu ha. Rồi, cảm ơn nghiệp luôn. Chị và các bạn luôn ạ. À.